Mến chào các bạn, hôm nay lại bắt đầu rét rồi các bạn ạ. Mình lại phải mặc áo rét này. Thời tiết năm nay khá là khắc nghiệt. Thì hôm nay xin chia sẻ với các bạn cái chủ đề khá là hay. Đó là cái cúc mâm xôi có thể trồng lâu năm được hay không. Thì đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn quan tâm. Mình lên cái video này là bởi vì mình vừa rồi ấy, mình có mua một chậu cúc mâm xôi và mình đã mang ra trồng lại dưới đất. Thì tất nhiên là cái quá trình mang ra trồng thì mình sẽ cắt hết hoa, cắt tỉa gọn gàng, sau đó mình trồng xuống đất. Và bây giờ nó lên rất là đẹp luôn. Thì mình phải thử nghiệm trước rồi mình mới làm video để lên sóng cho các bạn. Thì cái kết luận của mình là hoàn toàn có thể chơi nhiều năm. Cứ mỗi một lần chúng ta chơi Tết xong là chúng ta sẽ cắt tỉa gọn gàng và chúng ta sẽ trồng dưới đất. Và các bạn lưu ý là cái cúc mâm xôi này cần ánh sáng mạnh nhé. Cho nên các bạn cứ trồng ngoài trời, tưới nước đầy đủ là ok. Bản thân cái cúc mâm xôi này thì khá là dễ chăm sóc. Bởi vì là mình thấy cái việc nhân giống của cái cúc mâm xôi này thì đa phần là sẽ sử dụng phương pháp dâm cành và phương pháp cấy mô. Với những cái nhà vườn lớn thì họ có thể đặt những cái giống bằng phương pháp cấy mô. Còn về cơ bản là người chơi thì chúng ta có thể dâm cành, dâm kiểu như cúc cổ Sơn La ấy. Chúng ta chỉ cần cắt cái phần ngọn non, chúng ta dâm vào cát hoặc là dâm vào đất là nó sẽ sống 100% nhé các bạn nhé. Và cái cúc mâm xôi này này, nếu mà chúng ta muốn chơi Tết ấy, thì chúng ta sẽ trồng vào khoảng tháng 5 đến tháng 6 âm lịch là hoa nó sẽ kịp chơi Tết nhé các bạn nhé. Và cái cúc mâm xôi này ấy, thì hiện tại nó có rất là nhiều màu. Bởi vì ấy, nó có rất là nhiều cái nước hiện tại đang sản xuất, ví dụ như Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc vân vân, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên ấy, cái cúc mâm xôi phổ biến nhất là cái cúc có màu vàng chanh. Đấy là một trong những loại khá là đẹp và được trưng Tết rất là nhiều, để tượng trưng cho may mắn, tài lộc, gia đình êm ấm. Cho nên là được sử dụng để trưng Tết rất là nhiều. Các bạn để ý là hoàn toàn những cái chậu cúc mâm xôi là được chuyển từ trong Nam ra, trồng rất là nhiều luôn. Bởi vì trong đấy cái khí hậu nó rất là thích hợp để trồng cái cúc mâm xôi. Tuy nhiên với khí hậu ở ngoài Bắc chúng ta trồng vẫn ok nhé. Mình trồng vẫn thấy lên rất là đẹp các bạn ạ. Mình sẽ cho các bạn xem cái chậu cúc mà mình mang ra mình trồng sau cái đợt Tết vừa rồi cho các bạn xem. Chúng ta cùng ra vườn nhé. Cái cây cúc mâm xôi mà mình đã bấm hết hoa đi và bây giờ nó lên như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó đơn giản không? Cái lá của nó đây này, nhìn nó khá giống cái lá cúc cổ Sơn La nhé. Và khi chúng ta nhân giống ấy, thì chúng ta chỉ cần ngắt một mẩu như thế này. Đấy, chúng ta cắm vào cát hoặc là chúng ta dâm vào đất, nó sống 100% luôn các bạn. Rất là dễ, mình hơi bất ngờ đấy. Và cái vườn của mình còn chưa nhặt được cỏ cơ. Cỏ nó lên bằng cái cúc rồi. Và nếu mà các bạn muốn một cái tán nó tròn như là bên vườn họ làm ấy, thì nó cứ lên này, các bạn lại bấm ngọn này. Tầm độ 15 đến 20 ngày các bạn bấm ngọn một lần để bấm hết cái ngọn đi. Khi mà các bạn bấm ngọn thì những cái nách lá nó sẽ ra nhánh. Khi nó ra dành nhánh nó sẽ tạo ra một cái hình quả cầu khá là đẹp. Nó gọi là cúc mâm xôi bởi vì nó như là cái mâm xôi ấy. Nó tròn tròn như này này. Đấy, rất là đẹp. Đây, mình vạch ra cho các bạn xem này. Dưới này là cái vị trí mà mình cắt này. Đây. Đây. Cái hôm mình cắt, mình mang ra trồng thì mình rất tiếc mình không làm video. Tuy nhiên ấy, cá nhân mình nghĩ lúc đấy là vẫn phải thử nghiệm để xem nó có ra, nó có sống hay không. Đây, nó ra hoa này các bạn này. Nó ra hoa này. Đây. Đấy. Ra hoa này, nhưng mà cái hoa này nó ở cái mầm gốc. Chứ còn cái ngọn này nó chưa ra hoa được. Hoa này. Đấy. Nếu mà trong vườn mà chúng ta mua và chúng ta chơi Tết ấy, thì không có lý do gì mà chúng ta không mang ra vườn chúng ta trồng. Thì cái cúc mâm xôi này nó khá là bền. Cái đợt Tết mình trồng phải đến hết tháng giêng ấy thì mình mới bỏ ra mình trồng ở đây. Mình để trên chậu tầm một tháng, hơn một tháng mà nó vẫn đẹp nhé các bạn nhé. Cứ tưới cái đợt đấy mình hướng dẫn là xịt B1 ấy. Tưới đều, rất là bền luôn. Và cái hoa này, hoa màu vàng chanh này. Một cái chậu lúc đấy mua to hình như là nó tầm hơn 100 ngàn ấy. 150 hay là 170 nhỉ? 150.
À, 125.000, 125.000. Thì tính ra thì nó cũng khá là rẻ, bởi vì công sức của những người lao động người ta làm ra một cái chậu này không hề đơn giản nhé. Ở trong miền Nam, đặc biệt cái khu mà trồng hoa này này, là họ làm những cái dàn ở dưới ruộng ấy. Mình nhìn dưới ruộng, không biết là đầm hay ruộng, làm những cái dàn, họ để chậu cúc lên cái dàn đấy và họ đi thuyền hai bên, họ bơm nước, họ tưới, nhìn rất là hay, tận dụng không gian rất là tốt nhé. Đây, rất là đẹp luôn. Thì ngoài cái việc những cái cây hoa cúc chơi trong vườn ra thì đây là một trong những loại mà các bạn có thể tận dụng sau khi chơi Tết này, rất là đẹp. Xin cảm ơn các bạn ghé thăm một clip trên kênh Hoa Vườn Nhà. Mình chia sẻ cái nội dung là cái cúc mâm xôi có thể chơi lâu năm được hay không, thì lời khẳng định cuối cùng là có, hoàn toàn có nhé. Đây vẫn còn hoa này. Thì hy vọng là clip này là một gợi ý cho các bạn để các bạn tận dụng lại những cái chậu cúc mâm xôi để chúng ta có thể chơi trong vườn. Thì các bạn xem clip hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà, nhấn vào nút chuông và nhấn thích video, đặc biệt là các bạn hãy để lại comment, để lại những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc về trồng hoa cây cảnh trong vườn. Mình sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi dành cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip.